Bài kia làm có 10 phút chả biết học sinh lớp 6 nghe thấy có hiểu cái gì không. Ở lớp làm 45 phút. 11 dấu hiệu chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Chia hết cho 2 và chia hết cho 5, cái này bài trẻ con. Ví dụ trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2. Những số chẵn thì chia hết cho 2, đuôi là 8, chẵn chia hết cho 2, đuôi là 7, lẻ không chia hết cho 2, 5 không chia hết, 4 chia hết. Số nào số mà đuôi nó chẵn thì chia hết, mà đuôi nó lẻ thì không chia hết. Quá đơn giản để chia hết cho 2. Chia hết cho 5 lại càng thế. Tận cùng bằng 0 hoặc bằng 5 thì chia hết cho 5. Vậy chữ này muốn chia hết cho 5 thì ở cái hỏi chấm 2 này cái sao hoặc là bằng 0 hoặc là bằng 5 thì mới chia hết được. Thế thôi. Vậy 370, 375. 91 trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5. Chia hết cho 2 là tận cùng phải là chẵn. Như vậy là đuôi 2 này chia hết cho 2, đuôi 0 chia hết cho 2, đuôi 6 chia hết cho 2, đuôi 5 không chia hết cho 2 và đuôi 1 không chia hết cho 2. Có 3 số chia hết cho 2 và 3 số không chia và 2 số không chia hết cho 2. Chia hết cho 5 tận cùng phải bằng 0 hoặc 5, như vậy 850 và 785 là có hai thằng này thôi. 92 các số số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5. 1 này là chả chia hết cho thằng nào trong này đấy. 5 thì chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. Đuôi 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. 2, 3, 4 thì chỉ chia cho 2 mà không chia được cho 5. Số nào chia hết cho 5 mà không chia cho 2 là số 1, 3, 4, 5. Số nào chia hết cho cả 2 và 5 là 4, 6, 2, 0. Còn số nào chia cho 2 mà không chia cho 5 là số 2, 3, 2, 3, 4. Đó. 93 tổng hoặc là hiệu sau có chia cho 2 không, có chia cho 5 không. Ví dụ tổng đầu tiên là IA đó là có hai hạng tử, cả hai hạng tử này đều là số chẵn, đều chia cho 2 cho nên tổng chia hết cho 2. Trong một tổng có hai hạng tử, cái hạng tử 420 chia cho 5 trong khi hạng tử 136 không chia cho 5 nên cái tổng này không chia cho 5. Ở cái ý B thì cái tổng này á là một thằng đuôi 5, một thằng đuôi 0 thì chắc chắn là chia hết cho 5. Nhưng mà không chia cho 2 là bởi vì trong hai hạng tử thì cái hạng tử tận cùng bằng 5 là không thể chia cho 2 rồi. Ở cái ý C 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 là chắc chắn chia cho 1, cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6. Đó. Bằng tích của cái gì thì chia cho từng đấy thứ luôn. Vậy 42 chia cho 2, cái tích ở đằng trước đó cũng chia cho 2 cho nên cái tổng này chắc chắn chia cho 2. Cái tổng đằng trước chia cho 5 bởi vì có số 5 ở đó, nhưng mà cái tích nhưng mà cái số 42 không chia cho 5 cho nên ý C là chia hết cho 2 mà không chia cho 5. Ý D là trong cái tích 1 2 3 4 5 6 thì vừa chia cho 2 vừa chia cho 5 cho nên là ý D cái hiệu này chắc chắn chia cho 5 nhưng mà không chia cho 2 là bởi vì cái hạng tử thứ nhất chia cho 2 còn cái hạng tử 35 thứ hai nên là không chia cho 2 vì đuôi lẻ. 94 không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư của mỗi số sau đây cho 2 và cho 5. Không tìm mà không cần chia mà tìm được à? Giỏi thế cơ. Tận cùng hay là lấy tổng của nó chia. Lấy 8 cộng 1 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12. Tổng các chữ số bằng 12, 12 chia cho 2. Làm sao biết được nhỉ? Cũng không phải. Hay lấy mỗi số cuối cùng thôi. 3 chia 2 dư 1. 3 chia 5 dư 3. Ở đây có dạy mẹo gì đâu mà tự nhiên đánh đố nhau vậy. Dùng cái mẹo gì? Đem máy tính ra thử nhá. Xem có đúng thế không? Ví dụ 8, 13. Dùng phép chia có dư ở đây là bấm thế nào nhỉ? À đây. Ừ, 8, 13. Chia có alpha chia này này. Chia có dư cho 2 chẳng hạn thì bằng dư 1, đúng rồi. Quay lại này. Quay lại xóa 2 đi, bây giờ chia cho 5 chẳng hạn, dư 3. À. Thế thì cái đuôi 4 này thì chia hết cho 2, chia cho 5 dư 4. Nhỏ hơn 5 thì dư, nhỏ hơn thì dư đúng bằng được đấy. Rồi, thử xem nhá, 264 chia 2 thì đương nhiên dư 0 rồi. 264 chia 5
2, 6, 4, alpha chia 5, chắc chắn dư 4 không? Dư 4. À, như vậy là không cần quan tâm, chỉ lấy cái số cuối cùng thôi. Thấy 3 chia 2 dư 1, 3 chia 5 dư 3. Lấy số cuối cùng này là 4 chia 2, chia hết dư bằng 0, và 4 chia 5 dư 4. Chỗ này 6 chia 2 dư 0, 5, 6 chia 5 dư 1. Thử xem 6 chia 5 dư 1 đúng không? 7, 3, 6, 7, 3, 6, chia có dư cho 5, xem có dư 1 không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thì số cuối này sẽ là chia cho 2, 7 chia cho 2 dư 1, còn 7 chia cho 5 lại dư 2. Rồi, ok. Bài như vậy là cái bài đó cứ lấy đọc cái số cuối cùng chia là khắc ra số dư. Bài 95, điền chữ số vào dấu sao để được thỏa mãn điều kiện chia cho 2. Chia hết cho 2 thì tận cùng phải là chẵn. Tận cùng là chẵn thì điền số 0. Ồ, 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không? Chia cho 2 thì sao phải bằng một tập số 0, 2, 4, 6, 8. Thế còn chia cho 5 thì hoặc là bằng 0 hoặc là bằng 5. Có thế thôi. Còn cửa gì nữa? Dễ quá nhỉ? Luyện tập bài 96. Điền chữ điền sao vào đây thỏa mãn điều kiện sao chia hết cho 2. Tận cùng nó đã bằng 5 rồi thì có mà sao rời, chả bao giờ không có cái sao nào thỏa mãn để cho nó chia hết cho 2 được. Thế còn điền vào đây để nó chia cho 5 thì tận cùng của nó bằng 5 rồi thì chắc chắn nó chia hết cho 5. Cho nên sao bằng bao nhiêu? Sao chỉ tránh mỗi số 0 thôi, bởi vì số đứng đầu là không được bằng 0 thôi. Còn sao có thể bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đều được. Có 9 giá trị của sao thỏa mãn. 97, dùng 3 chữ số 4, 0, 5 ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện chia hết cho 2. Chia hết cho 2 thì đuôi nó phải là đuôi chẵn. Như vậy đầu thì nó phải là đầu, ví dụ đầu 5 thì nó sẽ là 5, 0, 4, 5, 4, 0. Là hết đầu 5. Đầu 4 thì nó sẽ là 4, 5, 0. Thế thôi. Còn đầu 0 là không có. Như vậy có 3 số chia hết cho 2 là 5, 0, 4, 5, 4, 0 và 4, 5, 0. Còn chia hết cho 5 thì tận cùng phải bằng 0 hoặc 5. Thì vậy thì đầu là đầu 4 chẳng hạn. Thì 4, 5, 0, 4, 0, 5. Đầu 0 thì không có, đầu 5 thì phải chỉ có 4, 5, 4, 0. Thế thôi. Hết. Bài 98. Đúng hay sai? Số có chữ số tận cùng bằng 4 là số chẵn, chắc chắn chia cho 2. Đúng. Số chia hết cho 2 thì tận cùng không những bằng 4 mà còn bằng 0, 2, 4, 6, 8. Cho nên là sai. Số chia hết cho 2 và cho 5 thì bắt buộc tận cùng phải bằng 0. Đúng. Số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng bằng 5. Ngoài 5 còn có 0 nữa, cho nên câu này sai. 99. Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, các chữ số giống nhau. Biết rằng số đó chia cho 2 và chia cho 5 thì dư 3. Là sao? Tìm số tự nhiên có 2 chữ số là AB đó hả? Có 2 chữ số lại còn giống nhau nữa. À, giống nhau thì phải là AA, không phải là AB nữa. Tìm số tự nhiên có 2 chữ số giống nhau. Biết rằng số đó chia hết cho 2 thì chắc chắn nó phải chẵn. Và chia cho 5 thì dư 3. Chia hết cho 2 thì đuôi nó là 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không ạ? Nhưng mà lại còn phải chia cho 5 dư 3 nữa. Vậy thì chia cho 5 dư 3 là lấy chữ số tận cùng phải chia cho 5 phải dư 3 là số 3. Số 3 không có, vậy chỉ còn mỗi số 8 thôi. Vậy số 88.
88 chia 5 xem có dư 3 không. 88 chia 5 dư 3. Đó thì nhắc lại nhá, số đó phải là AA, số đó bắt buộc phải là chẵn. Như vậy là 00 thì không có rồi, 22446688. Và bắt trước cái bài lúc nãy ấy, chia cho 5 dư 3 chỉ cần lấy cái chữ số cuối cùng thôi. Ví dụ 22 lấy số 2 thôi, chia 5 dư 2. 44 chia 5 dư 4, 66 chia 5 dư 1 và 88 chia 5 dư 3 thì lấy số 88. Ô tô đầu tiên ra đời năm bao nhiêu? A, B, B, C. Trong đó N chia hết cho 5, cho nên C có thể bằng 0 hoặc bằng 5. Vì bắt buộc như thế rồi. Và A, B, C thì A, B, C. Sao lại A, B, C? A, B, C là một trong ba cái số này. Thì do đó, trong đó 1 với 8 là không được rồi. Cho nên C bắt buộc phải lấy số 5. C là số 5 rồi. Thì được, số C là 5 rồi. Mà 5 thì số B không được đấy. Lấy số 5 bởi vì 5.000 thì bây giờ mới là 2020 thôi. Mà nếu mà A mà lấy bằng số 5 này thì 5.000 bao nhiêu nó không bao giờ có. Cho nên A bắt buộc phải lấy số 1 và B phải số số 8 đấy. Chứ nếu A mà lấy số 8 là 8.000 luôn á. 1885. Cho nên A không bao giờ được lấy số 5 và số 8. Bởi vì hai số đó là 55.000 và 58.000 là chưa có tới. A chỉ được lấy số 1 là 51.000. Và C lấy số 5, 1885. Hết cái bài nữa. Bài này được 3 phút, cũng có 12 phút rồi.